Hiện nay, ngành thuế đang quản lý gần 124.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử. Tuy nhiên, vẫn đang có lỗ hổng trong quản lý thu hồi thuế, thu thuế đối với những cá nhân kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, trong đó có livestream bán hàng. Theo Bộ Tài chính, hiện Việt Nam tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất Đông Nam Á với doanh thu 20,5 tỷ đô la Mỹ và sẽ đạt 30,5 tỷ đô la Mỹ vào năm sau. Để chống thất thu thuế và tạo môi trường kinh doanh công bằng trên thị trường số, việc thanh tra kiểm tra đối với hoạt động thương mại điện tử cần thực hiện quyết liệt, thường xuyên với các chế tài xử lý nghiêm khắc, tránh theo kiểu phong trào chiếu lệ như trước đây.